đi đến về bên vợ nó, người cũng hay tin thì tai nạn giao thông đó, ba người mất hết, và bên kia thì cũng một người chạy một người, còn bên đây thì hai chồng đó mất là hai người đã chiếu, một người vô bệnh viện, mẹ em vô bệnh viện, còn hai người đàn ông là mất tại chỗ. Bởi vì là xe không ta chở chở ba người, ba mẹ em đi một chiếc, còn bên kia thì chạy một chiếc. À, bên kia là một người chạy riêng một chiếc ha. Dạ. À, thì bên kia chạy một chiếc là va chạm với nhau chứ không phải là va chạm xe lớn hả chị? Không phải. Hai chiếc xe bên ba va chạm nhau. Xe bên đây chạy nhanh. À. Xe ba không biết có chạy nhanh hay không mà ha. Hai bên nói chung hai bên tông vào chiếc xe bay ra xa lắm, chiếc xe mà cái anh mình á. Trai Miệt Thứ xin chào cô chú, mến chào anh chị và các bạn nha. Thì hiện giờ mình đang có mặt ở huyện Lấp Vò, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Thì đường này là đường cổng vào xã Long Hưng A nha. Thì mình vào đây mình chia sẻ một hoàn cảnh rất là đặc biệt nha cô chú anh chị. Thì hoàn cảnh đặc biệt như thế nào thì Trai Miệt Thứ mời cả nhà mình cùng vào xã và gia đình của cô với chú này nghe cả nhà. Thì Trai Miệt Thứ xin mời cả nhà mình nha. Trai Miệt Thứ xin chào cô chú, mến chào anh chị và các bạn nha. Thì hiện giờ mình đang có mặt tại ấp Hưng Quế. Ấp Hưng Quế 1. Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Thì ở đây thì có một ông bác để dẫn cho mình vô để chia sẻ hoàn cảnh của gia đình nha cô chú anh chị. Thì nghe đâu đó là gia đình là xảy ra một vụ việc rất là thương tâm nha cả nhà. Thì để mình lại mình hỏi sơ về ông bác rồi mình sẽ vào phía bên trong để chia sẻ hoàn cảnh này với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha. Để biết thêm chi tiết thì mình vào phía bên trong để gửi đến cho cả nhà mình nghe cô chú anh chị. Cả nhà mình vào phía bên trong cùng với ông bác nha cả nhà. Ở đây là nhà của chú với cô. Dạ em chào chị nha chị ơi. Dạ. Thưa cả nhà thì đây là vợ chồng của chú với lại cô nha cô chú anh chị. Chú tên là Hồ Văn Toàn nha, năm nay chú 47 tuổi, còn cô thì tên bé Ba nha cả nhà, năm nay cô 45 tuổi. Thì thưa cả nhà thì ở đây là người thân của cô với chú nha. Thì cô cho mình kiếm chỗ nào mình ngồi mình nói chuyện chút nha cô ha. Dạ. Vô trong này được không cô? Vô trong này nữa. Dạ thưa chị thì cho em hỏi là chị tên gì vậy chị ha? Chị tên Thủy. Dạ. Hồ Thị Thủy. À, chị Thủy ha. Thủy ha. Ừ. Dạ chị là sao với chị ruột có hai chị ruột với chị bé ha. À, bỏ cưng tên gì? Dạ em tên Quanh. Quanh ha. Nhưng mà coi cưng thứ mấy? Thứ hai ha. Thì cưng thứ hai trong gia đình ha. Đó. Thì chị có thể kể lại cái câu chuyện sơ sơ về câu chuyện này để cho cô chú anh chị hiểu hơn về câu chuyện chút được không gì chị ha? Thì cũng như bữa hai vợ chồng nó đi đám về bên vợ nó. Rồi cũng hay tin thì tai nạn giao thông đó, ba người mất hết, bên kia thì cũng một người chạy một người, còn bên đây thì hai chồng đó. Ủa vậy là mình đi xe gì vậy? Xe em ba. Nói chung á là mất là hai người đắp chiếu, một người vô bệnh viện, mẹ em vô bệnh viện, còn hai người đàn ông là mất tại chỗ. Ủa vậy là xe không ta chở ba người. Ba mẹ em đi một chiếc, còn bên kia thì chạy một chiếc. À, bên kia là một người chạy riêng một chiếc ha. Dạ. À, thì bên kia chạy một chiếc là va chạm với nhau chứ không phải là va chạm xe lớn hả chị? Không phải. Hai chiếc xe bên ba va chạm nhau. Xe bên đây chạy nhanh. À. Xe ba mình không biết có chạy nhanh hay không mà ha. Hai bên nói chung hai bên tông vào chiếc xe nó bay ra xa lắm, chiếc xe mà cái anh một mình á tông vào là văng ra xa luôn. Một cái kình là bay ra ngược cái lại liền. Thì tại vì camera đường người ta quay chữ phát lên, người ta ghi lại. Như là cái người bên kia là có khoảng bao nhiêu tuổi vậy chị ha? Ba có 31 tuổi. 31 tuổi ha.
thì như là cũng đau thương bên như nào là chú này với chú chạy bên đây là phía bên lề đường mấy bên đây ha. À, chạy bên đây đi về. Nhưng mà ai cũng chạy đúng đường. Bên này chạy à, xuống. Hai chiếc xe đang đối diện nhau vậy nè. Chạy giống như là chạy nửa đường á anh. À. Chiếc nào cũng nửa đường á, chiếc kia thì thả nhanh xuống. Ở đây thì nhanh nó tông trực diện á. Rồi xe kia nhanh bay ngược trở lại luôn mà. Ồ. Cái đó là mình va chạm như vậy là đáng lẽ ví dụ như xe lớn á, thì va chạm thì ảnh hưởng nhiều thì mình không nói. Còn cái này là hai chiếc xe nhỏ không mà không biết nguyên nhân tại sao mà không, cô cũng biết chứ. Anh kia nó xuống nhiều. Không dạ. Mà chạy thêm không biết. Mình cũng không biết hai bên sao. Phía bên kia ha. Chỉnh nhiều biết. Hơn bên đây không có chỉnh. Dạ. Bây giờ chạy tốc độ nhanh mà không có chỉnh chạy một cái tại vì đi gì dưới đám nó dưới rồi bởi vì cũng tức con đó trời ơi biết mà có chỉnh. Như là bên kia thì cũng có dùng rượu bia rồi ha. Hai bên cũng có hết. Nói chung là em là từ Vĩnh Long về tới đây là tỉnh rồi. Nhưng mà chỉ chẳng có là chạy nửa đường, còn cái anh kia thì cũng chạy nửa đường chạy nhanh đó. Hai người nó dèo luôn. Tông một cái chạy cái xe cha một mình á, cái anh một mình á là văng ngược cho lại một khúc luôn. À, nói chung là chạy tốc độ cao quá ha. Đúng rồi, chạy tốc độ cao. Hai bên tốc độ hết, cao hết. Bên nào cũng dạ. Hai bên này tốc độ cao. Chắc có lẽ tung trực diện mạnh dữ lắm luôn mới xảy ra cái câu chuyện. Dạ. Xe không có văng ngược cho lại. Dạ quá mà anh thấy văng ngược cho lại chậm cũng đỡ. Để hai chiếc cái chạy em ai cũng gãy chân cho. Chắc là nếu mà mình nói sự thật là xe hai bánh á chạy mà ví dụ hai chiếc va chạm với nhau thì hiếm có trường hợp nào mà như cái trường hợp này. Không, mình nói sự thật luôn. Chiếu tại chỗ luôn. Dạ. Còn mẹ em nằm dưới đó là phải không hết rồi, là bên viện chút xíu là rồi đó. Ờ, như là va chạm xong là người nhà ra liền đó hả cưng ha? Hay là sao? Người nhà em không có hay công an mấy là lục trong số điện thoại của bắp á là mày có số người thân con cái mới điện mới hay thầy công an rồi điện thì nó mấy tiếng rồi mất mấy tiếng mày con nó chạy về tới đó là đưa ra nhà xác luôn rồi đâu có gặp mặt đâu em trên Sài Gòn vậy nhỏ này ở thành phố hai về nữa đâu kịp lúc đó em đang nằm trong nhà hàng rồi cái đầu điện lên chị bé điện lên chồng nó là ba mẹ bị tai nạn nhập viện rồi kìa. Cái em nói sao qua chở em về đi, chưa biết nặng hay nhẹ mà về cái gì. Còn một lát con bé đó đó, điện lên nói bác sĩ nói ba mẹ mình mất rồi hai ơi. Cái lúc đó là em lúng túng quá trời luôn rồi, bị như chồng qua rút về liền. Ba mẹ em mất rồi. Như là cưng hai vợ chồng làm ở thành phố ha? Dạ, vợ chồng em ở thành phố. Như là mướn hả chảnh? Còn như chú với thím ở dưới này là làm nghề gì vậy chị? Đi làm mướn cho nuôi mấy đứa nhỏ à, hai đứa nhỏ còn hai đứa nhỏ. Hai đứa này nó có chồng hai còn hai đứa nhỏ nè, hai đứa nhỏ nhà. Ở nhà mình thì không có đất đai chứ hả chị? Không, làm mướn không à, không có đất. Dạ. Nói chung nó cũng đi mặn bươn chải dữ lắm, nó hết mặn chị này tới mặn bên kia, nó kêu làm công mà, công nhân mà, ví dụ ai mướn gì làm mấy. Dạ, dạ. Dạ. Thì cái câu chuyện này là như mình suy nghĩ là ngoài ý muốn hơn nữa là nó không được may mắn. Tại vì va chạm giao thông xe với xe nhỏ với nhau thì va chạm giao thông thì cùng lắm là xảy ra chân tay được thôi. Phải không cô ha? Dạ. Như theo mình như suy nghĩ như vậy đó. Này là chạy tốc độ dữ lắm mấy mới nói như vậy nè, chứ phải chạy tốc độ chạy mà tắt chiếu tại chỗ luôn mà. Dạ. Là không kịp chở đi luôn ha cưng ha. Rồi, hai người không nói chiếc tại chỗ luôn, có mẹ em thì chở tới mình với chút xíu là để vô nhà xác luôn. Như là cái câu chuyện này thật chắc là mình nghe là mình là nỗi buồn là nhân đôi luôn á, thật chắc là như vậy. Dạ. 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 Mắc rồi bỏ lại hai đứa nhỏ vậy đó. Dạ. Đây là con trai thứ mấy con trai hả? Dạ. Con bé thứ tư nữa. Dạ. Giờ còn đứa nhỏ vậy là chỉ nó cầm hết. Dạ. 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 Như là bà bác là sao với dì chú không ba dì thứ tư dì thứ tư nghe qua mà con của bà này bà ngoại ha nói xa xui hết rồi. Dạ. Như là bà ngoại ở gần đây không? Ở cái tàu cái tàu á, cái tàu Cà Mau đó ha. Không có cái tàu của hộ mình với xe đét mẹ ở dưới cái tàu ở Vĩnh Long lên á. Cũng xa ha. Dạ. Còn đây là mấy cô một có nằm này. Dạ. Cô gột ha. Bà chính thì bà chồng nhỏ đó. Xui ha. Cũng ở cô xui ở gần đây không? Ở trên Cà
đất khác á. Cũng xa xôi không ha? Dạ dạ dạ. Thì nói chung là mình hay được cái tin này mình bất ngờ á cô. Mình bất ngờ thật sự luôn. Dạ. Ai cũng mà thấy đau đớn bỏ hai đứa cháu đó hai em. Dạ dạ. Nói về khổ đó cho mình, cho mẹ cha nhỏ này thấy thương đó. Dạ. Ở mà có giờ hai chị có chồng hết làm sao vợ với em được đâu. Không ai tính đó gì à, thấy em nó chết giờ sao gì à. Thấy em xô rồi cũng vậy, biết gì đâu. Giờ chị nó phải về luôn rồi, hai chị em thay đổi. Dạ. Thì chứ bây giờ mà em mất còn quá trời nhỏ mà đâu có mà ai chăm sóc được đâu. Thì quá trời giờ đây hàng dòm chồng dòm đổi nó. Dạ. Dạy dỗ nó, thì có chị đó em nó cũng hoài à. Chị ở đó không đỡ, dạy dỗ không đỡ. Dạ, dạ. Nó ngoài nhà rồi dỗ đi lụng cụm rồi chấm gậy đi rồi. Dạ. Dạ, dạ. Tổ tổ hai đứa nhỏ á, giờ mấy chị cũng thanh hỏi. Bác Hoàng nó lên đó Hoàng. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ chị thì chị cứ tiếp khách đi ha. Dạ em quá à, cũng được, ngủ mà nuôi con khổ biết khổ chết ngủ mà chết nhặt. Dạ. Dạ biết tao được số số mạng mà biết tao được ha bà bác ha. Dạ ông mới nói tao hôm qua là ông ra cúng cơm ông xuống tại bạn đó rồi qua đó. Thưa cô chú anh chị thì đây là chú với lại thím cả nhà. Thì chú 47 tuổi, còn thím thì 45 tuổi nha cả nhà. Nhìn nhìn thấy hai chú thím nằm kế bên nhau mà thấy quá trời tội luôn nha cả nhà. Thôi cả nhà thì hay là người con gái thứ hai nha, con gái thứ hai của chú Thiếp nha. Khóc lên mạng nhỏ thì không biết, còn hai chồng này ngủ ngon lên mạng không nhớ này, trời ơi đi đâu chảnh trời. Thôi mới vậy. Dạ. Dạ thì thưa cô chú anh chị thì đây là nhà nha, ngôi nhà của chú với thím nha. Dạ. Thì ngôi nhà cũng dạ thì con cũng có nghe nói sự chia sẻ của gia đình lận. Bọn lo mới cất được cái nhà. Dạ. Bữa làm mới chứ dạ. Không có làm lần một được. Dạ. Con nghe nói là con có nghe nói sự chia sẻ của gia đình là một ngày là anh có được nhiêu tiền là anh mua đồ về anh làm mà anh đắp vô ngôi nhà đó. Mua dạ. không có mướn ai hết trơn. Dạ. Mới vậy đó cơ mà. Dạ. Cái ngày cho gì cái ta xin cái đấy. Dạ. Cái đồ của người ta bỏ ai nó cái đồ nó xin về á. Dạ. Nó cái là làm từ chút vậy đó. Rồi với lại cái nhà này của nhà nước người ta cũng hỗ trợ á, tại vì thuộc về điện hộ nghèo á. Dạ. Thì cho nhà xong rồi mới cấp giấy thoát nghèo rồi. Dạ. Đó, rồi giờ nó đi làm rồi cái ta cho gì cái nó về làm nấy cho gì làm nấy phụ vô vậy nó làm nhà không á. Dạ. Chồng đi làm bông cá. Lâu nó là đi rồi. Dạ. Như là cưng là con thứ hai mà cưng có dự định là hai vợ chồng tính về đây để chăm sóc mấy đứa em không? Biết nên phải gì được. Phải làm kiếm tiền. Bây giờ không phải gì rồi phải làm kiếm tiền cái dạ. Kia. Dạ. Đâu mà nuôi ăn học chứ hết ăn học rồi tiền đâu ăn không để ngồi dạ. Đợi đó người ta giúp đỡ. Dạ. Bây giờ thì mình chưa có thể tính được ha. Dạ. Mình gia đình chưa có thể tính được. Dạ. Nhỏ này nè, nhỏ này với thằng đó. Nhỏ này thứ gái thứ tư của chú ha. Ừ. Rồi dạ. Kia ốp hết hai đứa đó. Dạ dạ. Còn hai đứa kia thì có chồng rồi. Dạ. Đứa ba có chồng gần đây lên xuống nuôi em nó cũng được. Dạ. Cũng không có lấy đâu mà từ từ. Từ từ để tính chứ giờ mới có chí quá. Dạ. Giờ chưa tính được. Dạ. Thì nó phải thì nuôi hai đứa em đó rồi dạ. Đó. Như là cái ước muốn của gia đình mình là hiện giờ là như thế nào? Như mình nói cái ước muốn của mình á, cái ước muốn hiện giờ. Bây giờ chú cũng nhờ chú giúp đỡ mấy đứa này cũng mang ơn chứ giờ cha mẹ chết hết rồi. Dạ, giờ dạ. Chú ủng hộ nữa đi. Dạ. Hai nhỏ này. Dạ thì mình cũng hy vọng một phần nào cho Mạnh Thường Quân thấy được dạ. Để giúp đỡ. Giúp đỡ phần nào dạ. Đó, phần hiện giờ chỉ có Mạnh Thường Quân mới giúp đỡ được dạ. Gia đình của mình thôi. Mà không có nói sự thật. Đúng mà rồi, câu nói bây giờ là nói sự thật luôn đó.
bởi vậy dạ. Nhiều hay nhiều cũng dạ. Mừng chứ không có dạ. Tại bây giờ là gia đình hiện giờ là gói gắm hơn nữa là kinh phí thì cũng không có đâu. Dạ con suy nghĩ là cũng kinh phí không có đâu. Dạ. Giờ chị em nó sống nhau hút lo đưa với hai đứa em đó, hai chị cũng có chồng gần cũng đỡ. Dạ. Thôi để chú giúp đỡ cho anh chị nó thì nuôi em nó hàng ngày để đi tới đâu tới đó chứ không phải giúp hoài được. Dạ. Như cái phần đất của gia đình là chú thím tính an nghỉ ở ngoài phía sau là phần đất của gia đình đúng không? Dạ. Của gia đình nó ở đây nè. Nhà đây vô đó thẳng vô ngoài luôn cho nó nằm ở ngoài đó đất của nó luôn. Dạ. Dạ. Dạ thì mình cũng ước mơ mình cũng hy vọng đi cô ơi. Dạ. Dạ chứ bây giờ mình cũng không có biết là như thế nào nữa. Thì để xong xuôi cái đám tiệc hết đi rồi mình tính. Dạ. Dạ đất ông già nó cũng đâu có bao nhiêu cho dạ. Nước cái nhà ở vậy đó. Dạ. Ra vậy dạ. Dạ, cũng đâu có nhiều, không có đất ruộng đất gì hết. Dạ thì bởi vì dạ. Mướn ngày nào ngày nấy đó nó thẳng vậy đi. Dạ. Mua gạo mua này kia ăn rồi. Tính ra anh với chị với mấy đứa con mà làm mướn mà mình cuộc sống mình gắng cố gắng ổn định là cũng giỏi lắm rồi dạ. Chứ. Dạ. Còn không ai nghĩ mà dạ. Sợ có cái khỏe thì đi mần được đó, sợ bệnh hoạn nó mần không được cái không có tiền ăn. Dạ dạ. Cũng khổ cái đó dạ. Chỗ đó như em nè. Cái đầu em nè. Công việc nãy nó cũng bệnh đầu đó dạ. Chứ có công việc nhẹ thôi. Dạ. Bên thần kinh ha cưng ha. Đó vợ não chú thường nghiệp đó chứ. Dạ. Để ra. Dạ. Gác não đó chú. Dạ. Là mình là mình sao vậy cưng ha? Nó nóng sốt rồi qua nó vui. Nhưng mà cái gỡ sọ ra nuôi ở bệnh viện 3 tháng rồi về nhà ông bà bỏ mẹ nên gấp sọ rồi. Rất là thương ông bà đó. Rồi bà vô đi lại được có gì đang mệt chứ gấp bệnh viện mà đi tập này kia rồi đó. Bệnh bà đỡ đi. Mà khi mà cưng nghe được cái tin mà cha mẹ mình như vậy đó thì cái bệnh của cưng, cái cưng có bị nhức đầu gì không? Mấy ngày nay, 2-4 năm đâu ngủ đâu, nhức đầu không mặt mà. Nhức ra chạy đường nó nhớ. Không ảnh hưởng, cỡ này cơ thể như vậy đó. Có tiền đi khám lại đỡ. Dạ, dạ. Có tiền đi khám lại cái nữa, chụp cái gì nằm lại. Anh gai ha? À, đúng rồi. Dạ. Cái đó là. Dạ, thì... Chị nói chung không có tiền thì mình lay lắt qua ngày đi chứ mình không biết làm sao giờ. Dạ. Nhìn như là Hàn Gương này thì sao ha? Bên cho bên Hồng Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Dạ. Dạ. Nói chung là cũng mình cũng đỡ được phần nào ha chị ha. Cô ha. Dạ. Thì thưa cả nhà đây là mấy cô bà ngoại với cô với con được không ha? Dạ. Vòng vòng đây không nè. À, ngồi nè. Rồi lại giống như là hiện giờ là như trong cái tâm trí của mấy cô hiện giờ là mình cũng không nghĩ suy nghĩ được là cái câu chuyện này nó diễn ra luôn. Thì sao? Dạ mình cũng dạ. Không có biết. Dạ. Ổn định rồi. Dạ. Chưa có tin vào cái dạ. Sự thật ha dạ. Cô ha. Dạ. Dạ. Dạ thật sự mà nói là nỗi buồn ập xuống thì nhân đôi này thì mình cũng không có suy nghĩ được là mình suy nghĩ tới là cái chuyện này luôn. Cái gì mà để bây giờ là gối chứ. Dạ, bây giờ là gối luôn. Không biết gì mà suy nghĩ. Dạ, dạ. Để gì là... Giống như là mất hồn. Dạ. 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 Dạ thì con cũng xin cảm ơn cô chú với anh chị với lại mấy đứa em ở đây để chia sẻ cái câu chuyện này để mình hy vọng. Mình có một phần hy vọng để cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sẽ cố hướng để giúp đỡ cho gia đình. Dạ thì mọi thông tin chi tiết thì con sẽ một lát nữa con sẽ xin số điện thoại của gia đình. Dạ con sẽ để ở trên cái thông tin chi tiết của cái video á. Có gì cô chú anh chị có thấy được video á thì liên hệ thẳng với số điện thoại của gia đình nha. Đó, liên hệ thẳng với số điện thoại của gia đình mình luôn. Cái chuyện này là theo kiểu là đường xá xa xôi quá đó bà ngoại với cô chú anh chị ở đây á. Dạ xa xôi quá thì mình cũng nhằm khi mình nhận cái phần tiền đó rồi thì mình đi tới nơi cũng được, đó là cái chuyện cũng không có gì cũng nhưng mà mình sẽ cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là liên lạc thẳng với gia đình luôn cho nó dễ. Dạ cho nó dễ để giống như là để
người ta giúp đỡ cho nó dễ cho gia đình ha. Dạ ha bác ha. Dạ thì con cũng xin cảm ơn bà bác với gia đình ha. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Thứ ba là chú. Dạ. Đây là chú liên hệ điện thoại lại nhỏ này. Dạ dạ thì một lát nữa thì con sẽ xin số. Dạ dạ. Dạ. Nhỏ này nó không bệnh nó lên lại nhỏ kia thì dạ, bệnh bên não nó ảnh hưởng lắm bác ơi. Nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nó cũng ảnh hưởng đầu nó ảnh hưởng chú. Dạ. Dạ dạ.